cách set up một chiến dịch quảng cáo trên Facebook chi tiết từ A đến Z với giao diện mới nhất 2024 các bạn nha. Hello bạn ha, mình Thiện đây. Trong video lần này mình sẽ hướng dẫn cách chạy quảng cáo Facebook hiệu quả mới nhất 2024 từ A đến Z luôn các bạn nha. Ok, let's go. Thì bây giờ mình có một cái tài khoản Facebook, đây là tài khoản VIA các bạn nha, tài khoản VIA. Và mình có một cái bài đăng quảng cáo trên fanpage là Vua Web Digi. Mình đang muốn chạy quảng cáo cho bài đăng là khóa học đào tạo SEO các bạn nha. Mình sẽ vào mình sẽ cho bạn xem là cái bài đăng quảng cáo mình đăng như thế nào trước nha. Rồi mình sẽ chỉ ra một vài điểm lưu ý cho cái bài đăng quảng cáo để giúp các bạn là có quảng cáo bán hàng Facebook á, thì sẽ đăng bài làm sao cho nó hiệu quả nhất các bạn nha. Đây, đây là cái video quảng cáo của mình nè. Thì hiện nay á, mình đã đăng 2 ngày trước và nó có khoảng 1.000 mấy người lượt thích và 108 lượt chia sẻ các bạn nha. Và lượt view của nó cũng khá là nhiều các bạn nha. Mình thêm mở lên cho bạn xem nha. Mình tạm thời tắt tiếng đi. Rồi, ở đây lượt view nó là 2.000 mấy view rồi. Thì tại sao mình phải tăng lượt thích và tăng lượt view cũng như tăng lượt chia sẻ? Mình có tăng bình luận nữa nhưng mà nó hiện tại nó chưa lên các bạn nha. Thì có lẽ là ngày mai nó sẽ lên bình luận. Đó, thì tại sao mình tăng các chỉ số này? Các chỉ số này được gọi là chỉ số tương tác của bài viết trên Facebook các bạn nha. Các chỉ số này khi bạn chạy quảng cáo thì người dùng họ đều nhìn thấy. Tức là người dùng Facebook họ lướt, họ thấy bài quảng cáo của bạn. Rồi họ nhìn thấy bài quảng cáo của bạn này, họ thấy bài quảng cáo bạn được nhiều like nè, được nhiều lượt chia sẻ nè, được nhiều view nè, được nhiều bình luận tốt nha. Thì tất nhiên điều là nó sẽ cực kỳ uy tín và cái chuyển đổi bán hàng cao hơn so với việc là quảng cáo của bạn nó chỉ có lèn tèn 1-2 view không các bạn. Đó tư duy để giúp các bạn là chạy quảng cáo Facebook hiệu quả nha. Thì để mà tăng like, tăng view gì đó thì bạn muốn tăng cái gì thì bạn cứ lên YouTube bằng gõ giúp mình. Ví dụ bây giờ bạn muốn tăng like bài viết Facebook đi thì bạn cần gõ là cách tăng like Facebook cộng với cú pháp ở đằng sau là tên kênh của mình là Lâm Thanh Thiện, đây là tên thương hiệu luôn các bạn nha. Bạn gọi với YouTube vậy thôi. Bạn muốn tăng cái gì bạn gọi như thế. Ở đây mình có mấy cái video mình hướng dẫn tăng nào bạn thấy không? Đó, thì bạn xem qua. Đây là cách tăng like Facebook và tăng like bài viết các bạn. Bây giờ bạn muốn tăng view Facebook thì đây. Tăng view Facebook. Đó, bạn sửa đó thôi. Cách tăng view Facebook Lâm Thanh Thiện. Cú pháp y chang được, mình có hướng dẫn đầy đủ, mình đang công khai YouTube hết. Thì bạn xem qua rồi bạn sẽ biết cách tăng các chỉ số đó các bạn nha. Rồi. Quay lại bài viết quảng cáo này. Thì ngoài việc bạn tăng các chỉ số tương tác đó ra thì cái bài viết quảng cáo của bạn, đây là bài viết quảng cáo video, thì bạn để ý câu đầu tiên, cái dòng đầu tiên này chính là cái tiêu đề bạn nha, cái title của bài quảng cáo. Thì tiêu đề quảng cáo này bắt buộc các bạn phải viết hoa các bạn nha, phải viết hoa. Và tốt nhất thì bạn nên đổi cái phông chữ luôn bạn nha, đổi phông chữ Facebook để cho nó in đậm như thế này. Hiện tại đang in đậm các bạn nha. Đây thì bây giờ bạn cũng đổi phông chữ Facebook bằng Google. Đây bạn gọi đó, đổi phông chữ Facebook, phông chữ Facebook. Đây. Đấy. Bạn bấm nào vô đây. Rồi bạn muốn đổi với gì? Ví dụ như bạn đào tạo SEO, bạn gõ đào tạo SEO hay thôi. Đào tạo SEO. Đó thì ở đây có rất là nhiều phông chữ nè, đang hiển thị 80 phông. Đó. Thì bây giờ bạn có thể là chọn những phông nào bạn yêu thích các bạn nha. Bạn muốn chọn bất cứ phông nào cũng được. Thông thường thì mình sẽ thích cái phông nó đen đen, nó in đậm, ví dụ phông này. Đó. Thứ nhất là nét chữ nó không bị lỗi. Thứ hai là nó in đậm, nó tạo điểm nhấn ở trên Facebook, khi mà người dùng họ nhìn vào nó dễ nhìn hơn bạn nha, dễ đọc hơn. Thì bạn sao chép bạn sửa qua cái bài đăng của bạn thôi. Bấm chỉnh sửa bài đăng bạn lên bạn sửa thôi nha. Cái này thì ai cũng biết rồi đúng không? Rất đơn giản. Tiếp theo thì những cái dòng như này. Đây là các thế mạnh của sản phẩm của bạn, các dịch vụ của bạn nha. Quy tắc chung thì đầu tiên là câu tiêu đề, tiếp theo là các thế mạnh. Bạn cứ liệt kê cái thế mạnh, cái sản phẩm của bạn có cái gì thì bạn liệt kê ra. Ở đây ví dụ như đối với trường hợp là đưa website lên top Google, tức là khóa học đào tạo SEO bạn, tức là SEO top từ khóa khó nhất đầu ngành. Thì thông thường những cái bạn mà học SEO hiện nay á, là SEO chỉ là ở tầm trung thôi, không đủ khả năng SEO được các từ khóa khó nhất các bạn nha. Đó dẫn đến điều là website của bạn cứ lèn tèn chỉ vài ngàn traffic, hay nói khác là chỉ có vài ngàn khách hàng họ truy cập thôi, thì việc bán hàng nó cũng rất là thấp, rất là ít. Còn việc bằng SEO top từ khóa khó đầu ngành thì website của bạn có vài chục ngàn traffic như thế này. Đấy. Thì việc bán hàng của bạn sẽ cực kỳ là ok các bạn nha. Mình cho bạn thấy đây. Đây. Website của web Digi bên mình thì bên mình làm bên nhiều lĩnh vực khác nhau các bạn nha. Đây. Đấy. Tổng là 25.600 mấy lượt nhấp. Đây một tháng các bạn nha. Gần nhất. Và đây là các từ khóa cho bạn xem nha. Kết quả tìm kiếm đây. Những cái từ khóa mà người dùng họ gõ nè. Rồi đây là data sale nè. Thì bây giờ đang thống kê 3 tháng mình chọn lại
28 ngày vừa qua thôi. Đó. Thì ở đây là từ data sale nè, nó 2.000 mấy lượt nhấp, bạn thấy không? Khóa học digital marketing nè, 300 mấy lượt nhấp. Dịch vụ viết bài chuẩn sale nè, 200 mấy lượt. Khóa học digital marketing 100 mấy lượt. Dịch vụ IT, nói chung là bạn kinh doanh cái sản phẩm gì, bạn kinh doanh cái dịch vụ gì, thì tư duy của bạn, bạn đưa website lên top Google thì sẽ có người dùng họ tự động họ nhấp vào như thế này. Cụ thể nè, ví dụ từ đào tạo sale đúng không, vô Google này, dân ta biết sự ta cái gì không biết thì tra Google đúng không bạn, họ muốn học sale họ gõ đào tạo sale hay thôi đó, họ tìm đến những website nào mà có kết quả trả về cao nhất như thế này. Website mình đang đứng top 3 các bạn, ngoài đứng top 3 trên web ra mình còn đứng top map luôn nha, Google Map mình đứng top nhất luôn này đó, mình đang đứng hai thứ hạng trên kết quả tìm kiếm Google, thì việc này mình sẽ tiếp cận khách hàng nó rất là ok hơn các bạn nha. Đó, đây là cái ví dụ điển hình nhất các bạn nha, hoặc là ví dụ như khóa học YouTube Ads chẳng hạn, khóa học YouTube Ads đó. Thì tư duy ở đây là bạn nào kinh doanh cái sản phẩm nào, cái dịch vụ nào, thì bạn cứ đưa website của bạn lên top Google với từ khóa, với cái sản phẩm bạn đang kinh doanh, thì chắc chắn một điều là bạn sẽ bán được rất là nhiều hàng các bạn nha. Và đặc biệt một điều nữa là cái kết quả của sale này, thì khi khách hàng nó nhấp vào đây 100 nhấp, 1.000 nhấp, 1 triệu nhấp, thì bạn đều không có tốn tiền nha, bạn không có trả tiền cho Google để lên top nha. Nó khác với hình thức quảng cáo Google Ads hay là quảng cáo Facebook các bạn nha. Quảng cáo Facebook thì bạn phải trả tiền cho Facebook để bài viết quảng cáo của bạn được hiển thị đến người dùng. Còn nếu như đối với hình thức Google Ads cũng vậy, bạn phải trả tiền cho Google để cái website của bạn lên top, và khi khách hàng nó nhấp vào một click như này thì đôi khi là tốn vài ngàn các bạn nha, đến vài chục ngàn tùy theo cái từ khóa có hay dễ nữa. Còn sale thì rất là ngon đó, khách hàng nó nhấp vào 100 click, 1.000 click, 1 triệu click đó thì đều không tốn tiền cả. Và khi các bạn cực khổ bỏ công cho bạn sale một lần thôi, khi lên top như thế này thì bạn sẽ được hưởng thành quả các bạn nha. Ví dụ như vài từ khóa khác đi, thiết kế phần mềm giao hàng. Đó. Một cái phần mềm giao hàng thì bên mình thiết kế ít nhất cũng vài trăm triệu các bạn nha, đấy chứ không phải ít đâu. Bây giờ mình đang đứng top 1 rồi, thấy không? Thiết kế phần mềm spa đúng không? Mình đang đứng top 1 đúng không? Thấy không? Hầu như website của mình đứng top 1 hay là ít nhất là trong top 10 các dịch vụ mà mình đang cung cấp rất là nhiều các bạn nha. Cho nên là website của mình có cái lượt khách hàng tự động họ tìm kiếm, họ click vô đây nè, họ truy cập web và sau đó họ có bất kỳ cái nhu cầu thắc mắc hay là họ muốn đặt hàng, đặt thiết kế hay đặt dịch vụ gì đó thì họ liên hệ với mình qua cái Zalo, gọi điện hay Messenger thôi các bạn. Rồi thì đó là mình nói thêm để giúp các bạn hiểu thêm là ngoài chạy quảng cáo Facebook để bán hàng ra thì có nhiều cách khác để bán hàng nữa các bạn nha, chứ không riêng gì chỉ là quảng cáo Facebook. Quay lại cái trường hợp quảng cáo Facebook ở đây thì bây giờ đây là các thế mạnh, mình nhắc lại nha, dưới tiêu đề là các thế mạnh của sản phẩm dịch vụ bạn đang cung cấp. Tiếp theo nữa thì dưới này bạn mới có thể là mô tả cái sản phẩm hay là cái dịch vụ của bạn. Thế đây mình cũng nêu luôn cái thực trạng nè, thực trạng data sale nè. Hiện nay thì đa phần các bạn học sale ở tầm trung thôi, sale được từ khóa trung bình và dễ thôi, còn từ khóa khó đầu ngành thì hầu như sale không được đó. Đặc biệt là những ví dụ như cái từ data sale này, hình như bạn biết rồi đấy, đây là từ khóa cực kỳ khó luôn nha, không phải mới lên top 3 là dễ đâu các bạn, vì phải cạnh tranh trực tiếp với những cái chuyên gia sale hàng đầu tại Việt Nam. Nếu như tính thì bây giờ là website bên mình đứng top 3, có nghĩa là phải nói đơn vị của mình, công ty của mình trong lĩnh vực đào tạo sale đứng thứ 3 ở tại Việt Nam các bạn nha. Đó, thật ra thì ở đây mình có hai top, hai thứ hiệu nha, ngoài website ra còn có Google Maps nữa, thống trị luôn, thống trị mấy bên phải nó rất là đẹp không ạ. Đó, đây là các đánh giá của học viên bên mình nè, rất là rõ luôn các bạn. Thì bây giờ để bán hàng được, ngoài cái việc là bạn biết chạy quảng cáo ra thì bạn phải là chuyên gia đó các bạn nha, chuyên gia trong lĩnh vực đó. Đó, thì bạn mới mong là người ta mua hàng của bạn. Đó, đặc biệt là ví dụ như mình đào tạo, như mình phải là chuyên gia sale thì mình mới đào tạo sale cho người khác. Đó, thì từ đây là mình mô tả về cái thực trạng này, cũng như là cái sản phẩm bên mình, tức là cái khóa học bên mình các bạn, học viên học được gì nè. Đó, rồi tiếp theo nữa thì ở cuối cùng thì mình sẽ để lại thông tin liên hệ. Thông tin liên hệ là thông tin cửa hàng, thông tin công ty, thông tin doanh nghiệp các bạn nha, thì để cho người dùng họ tin tưởng hơn. Ví dụ như ở đây có mã số thuế rất là cụ thể các bạn, người dùng có thể lên tra cứu mã số thuế sẽ ra thông tin doanh nghiệp bên mình thôi, thì điều này nó tăng cái niềm tin, cái niềm chuyển đổi khách hàng rất là nhiều các bạn nha. À, ví dụ như tra cứu mã số thuế nè, doanh nghiệp, thì người dùng có lên Google họ tra các bạn, nó tra online thôi, không cần phải đi bất cứ đâu. Đó, mã số thuế bạn bật nhập cái mã số thuế bằng như đây. Rồi bây giờ bạn nhập mã xác minh C6F8W, bạn tra cứu thôi. Đây, lấy ra công ty rõ ràng bằng chi cục thuế quận 1 nè, và tình trạng đang hoạt động nè. Những công ty nào mà nó hết hoạt động, nó nghỉ hoạt động rồi thì nó ghi đây là ngưng hoạt động các bạn nha, còn đang hoạt động là ok. Rồi, thì đó là một số lưu ý. Ngoài ra thì bạn cũng nên thêm những hashtag,
hashtag về thương hiệu của bạn, ví dụ như cửa hàng hay là cái doanh nghiệp bạn, rồi hashtag về sản phẩm đó, ở đây mình có đào tạo sale mình ghi đào tạo sale, rồi hashtag thương hiệu mình ghi nữa nè, là mình xây thương hiệu có nhân Lâm Anh Thiện đó, thì mình ghi Lâm Anh Thiện. Rồi thì khi bạn đã viết một bài viết xong ở trên rồi, ngoài ra bạn muốn chèn icon nha, icon Facebook vô nữa nha. Icon Facebook thì bạn rất đơn giản, bằng Google bạn như icon Facebook đó, bạn chọn kết quả đây nè, icon Facebook đây nè, thì bạn thấy những icon nào đẹp đẹp thì bạn chèn ở phía đầu của những gạch đầu dòng này là ok. Rồi thì đó là xong cái content quảng cáo nha, đây ở trên dưới được gọi là tiêu đề và content quảng cáo, còn đây là cái bài quảng cáo, tức là cái video quảng cáo. Đối với các bạn chạy video á thì bắt buộc là trong 5 giây đầu tiên các bạn phải nêu được cái thông điệp bạn muốn truyền tải khách hàng nha, trong 5 giây đầu tiên thôi. Còn do mà là mình chạy quảng cáo là 15 giây, tức là khi người dùng họ xem 15 giây mới bỏ qua được cái video quảng cáo của mình, thì mình làm video đúng 15 giây và mình quảng cáo những cái dịch vụ cái sản phẩm của mình nha. Thì bây giờ để mình mở loa lên cho các bạn nghe qua, rồi sau đó các bạn đúc rút được cái kinh nghiệm của các bạn nha. Tóm lại là trong 15 giây này các bạn phải nhấn mạnh được cái thế mạnh của cái sản phẩm, cái dịch vụ của bạn nha. Bây giờ bắt đầu mình cùng nghe nha. Bạn muốn đưa trang web của bạn lên top Google như thế này, dù là bạn kinh doanh sản phẩm gì hay là dịch vụ gì, nếu như trang web của bạn lên top Google được như thế thì chắc chắn một điều là doanh số bán hàng của bạn sẽ cực kỳ khủng, bùng nổ doanh số các bạn nha. Nếu như bạn muốn đưa trang web của bạn lên top Google như thế thì hãy đăng ký khóa học đào tạo SEO chuyên sâu tại Google Thiện ngay hôm nay các bạn nha. Bạn muốn đưa trang web của bạn lên top Google như thế này. Đấy. Thì thật ra trong 2 giây đầu tiên thôi là mình đã muốn đưa cái thế mạnh, cái điều khách hàng họ cần lên đầu rồi, đó là bạn muốn đưa trang web của bạn lên top Google như thế này. Thật ra chỉ có 2 giây thôi, bạn thấy không? Đó thì đôi khi người dùng họ lướt trên Facebook rất là nhanh các bạn, họ vào Facebook họ lướt lướt rất là nhanh đó, và nếu như bạn không truyền tải thông điệp ở những giây đầu tiên thì tất nhiên điều họ sẽ không biết bạn đang quảng cáo cái nội dung gì, thì lúc này họ sẽ lướt luôn các bạn nha. Cho nên là ở những giây đầu tiên, đặc biệt là 5 giây đầu tiên, 5 giây đầu tiên nha, các bạn phải đưa được cái thông điệp quảng cáo mình lên đầu. Đó là cái điểm lưu ý. Tiếp theo nữa các bạn nên viết chữ trên cái video này. Như mình nè, viết chữ rất là rõ đây. Đào tạo SEO chuyên sâu, đẩy website lên top 1 Google, SEO từ khóa khó nhất, đăng ký ngay để nhận ưu đãi 85%. Bạn thấy không? Thì khi người dùng có thể họ không nghe âm thanh nhưng họ thể thấy từ cái đoạn test này. Đó, thì họ biết là à, mình đang quảng cáo cho khóa học đào tạo SEO, đưa website lên top Google. Thì nếu như họ quan tâm họ sẽ ngưng lại và họ sẽ tìm hiểu về cái khóa học này, nếu như thấy ok thì họ sẽ đăng ký. Được các bạn, đây là những cái lưu ý mà hết sức quan trọng trong cái việc bạn viết bài quảng cáo nha. Bạn biết cách setup quảng cáo nhưng bài quảng cáo của bạn nó không có thu hút khách hàng, nó không có hay, không làm điểm nhấn thì quảng cáo vô nghĩa của nhà quảng cáo này là văng tiền cửa sổ bạn nha. Thì những cái lưu ý này cực kỳ quan trọng, cho nên là mình hướng dẫn rất là kỹ nha, mong bạn tiếp nhận được. Thì sau khi mình đã có bài viết quảng cáo nó ngon lành như thế này rồi thì tiếp theo là mình sẽ đi setup quảng cáo thôi. Nhưng mà điều kiện trước tiên để mà bạn viết được quảng cáo là bạn phải tạo fanpage nha. Hiện nay thì Facebook 2024 đã cho phép bạn chạy quảng cáo Facebook bằng Facebook cá nhân rồi. Bằng Facebook cá nhân rồi. Nếu như bạn nào muốn chạy quảng cáo Facebook cá nhân cũng được, còn không thì bạn tạo fanpage. Còn bạn nào muốn chạy fanpage, bạn muốn có cửa hàng, đặc biệt có cửa hàng, có doanh nghiệp thì bạn nên tạo fanpage nha. Đó, fanpage thì nếu như bạn nào không biết tạo thì bạn cứ lên đây bạn gõ nè. Lên YouTube nha, lên YouTube gõ youtube.com á. Cách tạo fanpage. Công thức chung là gì bạn? Bạn muốn có nhu cầu nào, bạn cứ gõ cái nhu cầu của bạn, sau đó cộng thêm cái tên thương hiệu của mình là Lâm Thanh Thiện vào là ok. Nhưng cách tạo fanpage Lâm Thanh Thiện bạn gõ trên YouTube. Thì ở đây mình có làm video rất là mới luôn các bạn, 4 tháng trước thôi. Thì đã có 13.000 lượt xem rồi, các bạn cứ xem video này thì bạn sẽ tạo được một fanpage chuyên nghiệp cho mình các bạn nha. Đó, đầy đủ và chi tiết luôn. Rồi. Thì khi có fanpage rồi thì bạn mới đăng bài viết quảng cáo như nãy giờ mình nói nha. Nãy giờ mình quên là bạn phải tạo fanpage trước. Còn nếu như bạn nào chạy Facebook cá nhân thôi thì ok, bạn có thể trực tiếp viết bài quảng cáo trên Facebook cá nhân của bạn luôn. Rồi, tiếp theo khi đã có bài viết quảng cáo thì cái Facebook của bạn phải có tài khoản quảng cáo nha. Phải có tài khoản quảng cáo mới chạy quảng cáo được nha. Thì bạn chưa có tài khoản quảng cáo thì bạn sẽ gọi luôn cách tạo tài khoản quảng cáo Facebook. Đó, Lâm Anh Thiện. Rồi, ở đây mình có 2 video mình hướng dẫn rất là chi tiết luôn. À, quảng cáo Facebook bằng Facebook cá nhân, quảng cáo Facebook bằng tài khoản business, thì bạn muốn tạo tài khoản quảng cáo theo hình thức nào thì tạo nha. Đó, bạn xem là bạn tạo được thôi. Rồi, sau khi có đầy đủ tiêu chí hết như nãy giờ mình nói rồi nha, thì tiếp theo là mình sẽ vào một cái cú pháp là facebook.com/be các bạn nha, /be. Đây là cú pháp viết tắt để chúng ta đi vào trình quản lý quảng cáo nha, bấm enter. facebook.com/be các bạn. Be này có thể viết ngoa nó không chịu rồi. Bạn chỉ là viết thường nha, be viết thường nữa bạn. Ok.
Đó, như vậy truy cập vào trình quản lý quảng cáo của Facebook. Và hiện nay thì mình đang chạy một chiến dịch quảng cáo nha, đang chạy, đang hoạt động luôn các bạn. Đó, thì mình sẽ tạo một chiến dịch quảng cáo mới trên Facebook bằng cách là bấm tạo đây. Đó. Rồi. Thì cái mục tiêu chiến dịch thì bạn muốn chọn mục tiêu chiến dịch nào? Thì do mình muốn là người dùng họ truy cập qua cái trang này các bạn nha, trang này. Đây. Đây, cái trang này là trang landing page bán hàng các bạn nha. Mình đã thiết kế tốn rất là nhiều thời gian bằng cả ngày ấy. À, mình đã mô tả khóa học đào tạo sale rất là chi tiết và đầy đủ, cũng như là những cái lợi ích, những cái quyền lợi của học viên và hình thức học cũng như là chi phí đó, học phí. Thì bây giờ người dùng có thể vào cái trang landing page này là họ biết hết tất cả thông tin đó, ví dụ như tại sao hay lợi ích khi mà được học sale nè, đây tại sao sale là cách bán hàng online hiệu quả nhất đó, thì họ sẽ biết hết được những lợi ích của sale. Rồi họ có quyết định là học hay không, họ đăng ký thì có form đăng ký đây luôn, họ và tên, email, số điện thoại đó. Thì để thiết kế một trang landing page chuyên nghiệp như thế này thì mình cũng có hướng dẫn hoàn toàn cho bạn, bạn tạo được hoàn toàn miễn phí luôn. Ở đây, bạn cứ lên YouTube bằng gọi là cách tạo landing page nha, landing page các bạn. Đó, landing page. Tức là trang đích hay là trang quảng cáo các bạn. Đây. Đó, bạn có thể xem video này cũng được, là video mới nhất của mình là video này. À, mới 11 ngày trước thôi. Thì một số giao diện mới nó update cho nên là mình mới ra video mới nhất 2024 này. Thì bạn có thể xem video này cũng được. Đó, bạn tạo được cho mình một trang giới thiệu sản phẩm, giới thiệu dịch vụ nó chuyên nghiệp các bạn nha. Rồi, thì do mình muốn chạy chuyển qua cái trang này để mà chuyển đổi khách hàng, cho nên ở đây mình sẽ chạy là với cái mục tiêu chiến dịch là lưu lượng truy cập thôi nha. Lưu lượng truy cập hay nói khác là để khách hàng họ từ Facebook nha, họ truy cập qua cái trang này, rồi họ chuyển đổi, họ mua hàng trên cái trang này luôn thì được gọi là lưu lượng truy cập các bạn. Rồi, mình sẽ bấm tiếp tục. Rồi, ở đây thì Facebook khuyên các bạn nên chọn những cái tùy chỉnh, tức là tùy chỉnh tự động mà Facebook nó gợi ý. Thì mình khuyên các bạn là không nên làm như vậy các bạn nha. Để chạy quảng cáo trên Facebook hiệu quả thì các bạn hãy chọn giúp mình thiết lập thủ công ở dưới này. Đó, chiến dịch lưu lượng truy cập thủ công nha. Bấm tiếp tục. Rồi, bạn đặt tên chiến dịch lại. Thì bây giờ mình muốn chạy, tức là đào tạo sale, thì mình đặt là chiến dịch đào tạo sale. À, đưa website lên top Google đó các bạn. Đó. Rồi, bạn hãy đặt để phân biệt chiến dịch này với chiến dịch khác thôi chứ không sao cả. Mình cứ đặt như vậy. Rồi, hạng mục thì mình để không để hạng mục nào nha, bạn đừng để hạng mục ở đây nha. Để hạng mục là Facebook nó duyệt rất là khó các bạn nha, duyệt rất là khó vì những cái hạng mục này á có nghĩa là nó có điều kiện. Đó, bạn mà chọn vô đây á, bạn phải cung cấp đầy đủ giấy tờ hay là khai báo đầy đủ thông tin thì nó mới cho phép cái chiến dịch quảng cáo đang chạy. Thì như vậy rất là mất thời gian các bạn. Bạn cứ để như vậy đi. Rồi, thử nghiệm AB ở đây là Facebook tạo cho bạn một chiến dịch mà nó copy dựa trên chiến dịch này các bạn, so sánh xem là hai chiến dịch quảng cáo này nó có hiệu quả hay không. Thì mình không cần tạo nha, mình thì chạy quen rồi nên mình để như vậy luôn. Rồi, ngăn sách chiến dịch thì ở đây mình sẽ tối ưu lên luôn nha, mình bật chức năng này lên. Rồi, chạy hàng ngày hay là chạy trọn đời thì nó có hai loại cách chạy, bạn phải chạy hàng ngày hoặc chạy trọn đời. Thì mình sẽ chạy hàng ngày. Hiện nay là gần tới ngày 30 tháng 4 1 tháng 5 và đặc biệt là hai ngày này đây là ngày lễ, thì người dùng họ sẽ về quê, họ sẽ không có làm, tóm lại không có làm các bạn. Cho nên là mình sẽ chạy mạnh vào hai ngày này. Đó, thì đây mình sẽ chạy ngân sách trọn đời và mình sẽ chạy là với ngân sách là 10 triệu đồng trong hai ngày này các bạn nha. Đó. Mình chạy rất là mạnh vào hai ngày này để mình sẽ tiếp cận khách hàng nó hiệu quả hơn, vì thời gian này người ta đang rảnh, người ta có thể là có thời gian để lướt Facebook, có thời gian người ta tìm hiểu về khóa học của mình để người ta đăng ký các bạn nha. Đó, thì cái yếu tố mà thời điểm cũng rất là quan trọng, các bạn phải lưu ý những cái điều này nha. Rồi, lịch chạy thì ở đây nếu như bạn muốn chạy quảng cáo hiệu lịch thì bạn tích vô đây. Chạy quảng cáo hiệu lịch có nghĩa là bạn muốn chạy từ mấy giờ tới mấy giờ. Đó, thì mình sẽ bấm tiếp. Thì ở phần nhóm quảng cáo này nó sẽ cho bạn lịch chạy các bạn nha. Rồi, tên nhóm quảng cáo bạn này đặt lại, do là mình đặt tên chiến dịch rồi, mình không cần đặt tên nhóm quảng cáo. Vị trí chuyển đổi là trang web là ok. Mục tiêu hiệu quả là tối đa hóa lượt click vào liên kết hoặc là tối đa hóa lượt xem trang đích. Thì ở đây nó có những cái định nghĩa rất là cụ thể, các bạn có thể tìm hiểu thêm nha. Tối đa hóa số người tiếp cận hàng ngày, tối đa hóa số cuộc trò chuyện, tối đa hóa số lượt hiển thị và tối đa hóa số lượt click vào liên kết. Do là mình muốn là người dùng họ click vào liên kết này để họ xem đầy đủ chi tiết về cái khóa học này,
Cho nên mình sẽ chọn ở đây là tối đa hóa lượt click và liên kết, hoặc là tối đa hóa lượt xem trang đích các bạn nha. Hai mục tiêu này thì hầu như là hoàn toàn là có thể là chọn được. Đó. Ok các bạn. Rồi, thì mình sẽ tối đa hóa lượt click và liên kết. Rồi tiếp theo là ngân sách và lịch chạy. Ở đây mình sẽ chạy từ ngày 29 tháng 4 cho đến là ngày 1 tháng 5 là ngày 2 tháng 5 các bạn nha. Thì mình chạy đến 0 giờ ngày 1 tháng 5 các bạn. Ở đây. Mình sẽ chạy 0 giờ ngày 1 tháng 5. 1 tháng 5. 1 tháng 5 các bạn nha. Ở đây. Mình sẽ chạy cho đến thời điểm là 23 giờ đi. Đấy, 00. Rồi. Thời gian chạy là 20 giờ 23 thì đang trong quá khứ nữa các bạn, cho nên là nó sẽ đỏ đây. Cho nên là bây giờ mình sẽ chạy là 21 giờ các bạn nha. Mình để thời gian chạy trong tương lai các bạn nha. Thì nó sẽ ok hơn. Đó. Rồi tiếp theo lịch chạy. Thì ở đây bạn sẽ xếp theo theo giờ chạy các bạn. À, theo thứ trong tuần luôn nè. Nhưng do mình chạy chỉ có 2 ngày thôi nên là mình không cần phải xếp giờ. Mình cứ để cho nó chạy tối đa vậy luôn. Phân phối. Vị trí thì cái này nó cực kỳ quan trọng nha. Thì cái sản phẩm, cái dịch vụ của bạn nó phù hợp với vị trí nào, hay là bạn muốn target, muốn nhắm đối tượng khách hàng ở cái vùng nào, ở địa điểm nào thì bạn có thể là gọi vào đây. Bây giờ mình muốn tập trung chạy ở Hồ Chí Minh các bạn nha. Thường là ở thành phố Hồ Chí Minh có nhiều cái gọi là cửa hàng, có nhiều cái doanh nghiệp, cho nên là họ cạnh tranh, họ tìm kiếm khách hàng rất là khó. Họ cạnh tranh rất là cao và nhu cầu học sale cũng khá là cao các bạn nha. Nhu cầu sale rất là cao. Thì để mà mình chi tiết mình hiểu hơn là cái vị trí nào, cái địa điểm nào họ quan tâm về cái dịch vụ là khóa học đào tạo sale này, thì mình có thể là sử dụng một công cụ khác miễn phí của Google là Google Trend các bạn nha. Google Trend. Để bạn xem là ở tại Việt Nam hay ở tại cái quốc gia nào đó mà có những cái khu vực nào họ đang quan tâm về cái sản phẩm dịch vụ đó. Đó, mình vô Google Trend này. Mình bấm khám khóa này. Thì ở đây mình sẽ muốn là mình sẽ khám khóa là đào tạo sale. Đào tạo sale. Đó. Mình xem là người dùng ở tại Việt Nam đi, họ sẽ quan tâm ở những cái khu vực nào các bạn nha. Ở đây thì do là dữ liệu nó còn ít cho nên bạn có thể bấm so sánh lên như khóa học sale. Khóa học sale. Enter. Hoặc là bạn có thể ghi là ở đây là sale các bạn nha. Rồi. Mình có thể là ba cụm từ như vậy. Và ở đây Việt Nam ngày qua cho nên là ở trong một ngày thì nó dữ liệu nó rất là ít. Bạn có thể chọn là 30 ngày qua hoặc là 7 ngày qua các bạn nha. 7 ngày qua đi. Rồi, mình chọn quốc gia là Việt Nam nha. Mình chọn tất cả danh mục, mình chọn tìm kiếm trên web. Đó, người dùng mình tìm kiếm này. Thì đây mình thấy cái màu cam tức là liên quan tới sale đó các bạn. 95% là ở Lâm Đồng đang có cái nhu cầu tìm kiếm cao nhất. Hà Nội là thứ hai, Hồ Chí Minh thứ ba, Bình Dương thứ tư, Long An thứ năm. Thì mình dựa vào danh sách này mình có thể là target đây các bạn nha. Lâm Đồng. Lâm Đồng đó là có khu du lịch Đà Lạt đó các bạn, cho nên là mình nghĩ là ở đó cạnh tranh cũng cao. Rồi, Hà Nội. Hà Nội đôi khi các bạn cần phải viết không dấu các bạn nha. Mình để ý là nếu như các bạn viết có dấu thì nó sẽ bị lỗi nha. Đó, Hà Nội. Thì đây khi mà bạn chọn Hà Nội á, đó, thì đây nó ghi chỉ cái phường Ngọc Hà Hà Nội thôi, chứ không có nguyên Hà Nội các bạn nha. Thì bạn có thể tắt đi, bạn chọn lại Hà Nội lại. Nè, nó chỉ cái phường Ngọc Hà các bạn nha. Đó, không được nữa, nó viết hoa lên Hà Nội. Nó chỉ là ở Hà Nội thôi. Nó chỉ có dấu xem Hà Nội. Hoặc là thủ đô Hà Nội các bạn nha. Đấy, cái Hà Nội này là khó tìm kiếm nhất các bạn. Thủ đô Hà Nội. Địa điểm thủ đô nè các bạn. Đó. Thủ đô Hà Nội Việt Nam, thủ đô Hà Nội Việt Nam, ok. Đó, thì khi mình chọn thủ đô nó sẽ có bán kính. Đó. Thì bây giờ mình sẽ mở bán kính nó ra các bạn nha. À, cho là 30 km ở Hà Nội xem. 30 km thì như bạn thấy này, mình bạn cũng kéo to lên bạn xem nha. Thì bán kính 30 km thì hầu như là chưa hết Hà Nội đâu bạn. Hà Nội nè, nó giáp giáp với Hải Phòng nữa nè. Ở Nam Định nè các bạn. Mấy tỉnh này thì Hải Phòng hầu như là nhu cầu học sale cũng khá là nhiều.
có ngoài học viên của mình ở Hải Phòng, nên là mình có thể là chọn Hải Phòng luôn. À, Hải Phòng Việt Nam, tỉnh thành phố này, ok. Rồi. Hải Phòng 40 km thì nó qua bên, đôi khi là nó qua tận bên đông chiều của Trung Quốc rồi. Bây giờ mình chọn lại khoảng 30 km thôi các bạn nha. Ok. Uông Bí. Mình chọn lại 25 thôi. Ok, Bắc Giang, Bắc Ninh, Việt Trì. Đông chiều, ok. Rồi, mình dựa đây tiếp tục là mình chọn Bình Dương, Long An các bạn nha. Bình Dương, Long An. Bình Dương. Đấy, bang, ok. Long An. Đây là khu vực mà sale quan tâm nhiều nhất các bạn nha. Đấy, Long An lại không ra nữa nè. Long An, tỉnh Long An. Long An, Việt Nam. Châu Thành, Long An, Việt Nam. Vậy các bạn, nếu bạn chọn địa điểm thì bạn phải phải nhập bán kính vô nha. Đó, ví dụ như bán kính 2 km hơi nhỏ, bạn có thể chọn là 20 km. Ok. Tại Long An nó sẽ giáp giáp thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Bạn chọn 20 km là có khi là nó sẽ qua địa phận thành phố Hồ Chí Minh luôn các bạn nha. À, bạn cứ kéo kéo thế này thôi. Hồ Chí Minh nè, thấy không? Ở Long An nè. Ok, vậy đi. Rồi mình sẽ qua một số vực khác, ví dụ như Lai Châu, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hòa Bình, Quảng Ninh. Lai Châu, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hòa Bình. Nhưng mà mấy cái tỉnh này hầu như ở ngoài khu vực miền Bắc là nhiều. Thì mình do là mình ngân sách quảng cáo mình có hạn, các bạn chỉ có 10 triệu thôi, mình chạy một số tỉnh như thế này thôi. Đó, tạm thời mình xét nhiều tỉnh các bạn nha. Rồi, đối tượng nâng cao thì ở đây là bạn đã chỉnh về các đối tượng như sở thích, hành vi, thì đây là cực kỳ quan trọng nha. Sở thích, hành vi đó, thì bạn cũng nên là bắt buộc phải phải gợi ý những điều này nha. Ở đây độ tuổi nữa, ngoài ra bạn bấm xem thêm độ tuổi nè. Thì sản phẩm dịch vụ của bạn phù hợp với những bạn bao nhiêu tuổi trở lên. Thông thường để với những người họ học sale này các bạn, thì những người này họ phải là đang kinh doanh, hoặc là đang bán hàng, hoặc là những cái nhân viên sale các bạn nha. Thì họ mới quan tâm về SEO. Vậy họ đưa website vào lên top Google để họ tìm kiếm khách hàng. Thì cho nên là 18 đến 22 đây là lứa tuổi mà học đại học, nên mình sẽ bỏ qua cái tệp khách hàng này, mà mình sẽ bỏ thẳng, mình đi thẳng là ở đối tượng khoảng 23 tuổi trở lên, cho đến khoảng 40 tuổi đâu lại các bạn nha. Tuổi tối thiểu là 23. Ở đây nó tối thiểu nhưng nó không có tối đa các bạn, nó không cho mình giảm gì mặt tối đa nha. Ok, tối thiểu là 23. Rồi, ngôn ngữ thì mình sẽ chọn hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt các bạn. Ngôn ngữ của người dùng, thiết bị nha, thiết bị của người dùng các bạn, tiếng Anh tất cả nè, tiếng Việt. Rồi, gợi ý về đối tượng ở đây mình sẽ bấm là cộng thôi nha. Đó, tuổi nữa nè. Thì bây giờ do bạn cái tuổi tối thiểu là 23 nên xuống đây nó sẽ ghi là 23. Thì đây mình sẽ ghi 23, mình sẽ giới hạn tuổi là tới tới 45 tuổi là hết đáp, tức là cái nhu cầu học của những người này là từ 23 đến 45 là ok các bạn. Trên 45 tuổi đối tượng những người này, một là họ đã thành công rồi thì họ sẽ không học nữa. Hai là có khi là họ không quan tâm gì việc học đó các bạn nha. Cho nên là mình sẽ tuổi từ 23 đến 45 thôi. Ok. Giới tính thì mình sẽ chọn là tất cả luôn. Rồi. Nhóm mục tiêu chi tiết thì bây giờ mình sẽ xem một số các bạn nha, bấm lướt xem. Nhân khẩu học. Thì bây giờ mình sẽ chọn một số cái nhân khẩu học, ví dụ như là sự kiện trong đời, để xem là có công việc mới hay là gì không. Do là mình liên quan đến sale cho nên là công việc mới nó không phù hợp lắm. Cho nên mình sẽ không chọn cái này. Tài chính thì thu nhập, là thu nhập như thế nào thì mình cũng không có chọn thu nhập. Học vấn, ngành học, năm tốt nghiệp, trình độ học vấn. Thì do cái này nó cũng không có liên quan lắm nên mình sẽ bỏ qua cái này. Sự kiện trong đời rồi, cha mẹ rồi, mối quan hệ, tình trạng mối quan hệ. Đó, độc thân, kết hôn thì cái khóa học đào tạo sale nó không liên quan đến phần này, nên mình cũng
không quan tâm lắm công việc. Thì đây công việc là ngành này. Thì cái ngành của mình nó phù hợp với ngành sale, ngành bán hàng, cho nên nào những cái bạn nào, những cái anh chị nào đang làm trong lĩnh vực là doanh nghiệp hay là lĩnh vực là sale, là bán hàng thì ok bạn nha. Trước trên là sở thích của người đưa quyết định doanh nghiệp nè. Các công ty thành lập năm trước 2000. Các công ty thành lập từ năm 2000 hay là 9 29 này. Doanh số đây. Doanh số ở đây nó mô tả rất kỹ bằng nhân khẩu học công việc ngành doanh số là những người có vai trò trong lĩnh vực bán hàng. Ví dụ trợ lý bán hàng, quản lý bán lẻ. Đây. Đây là những cái người mình đang cần quảng cáo tới bạn nha, mình chọn doanh số này. Rồi, thu nhập thì không cần thiết bạn nha. Dịch vụ hành chính thì những cái anh chị làm công nhân viên chức nè, thư ký đâu rồi. Đó, thì mình cũng không phù hợp lắm thôi nha. Dịch vụ pháp lý thì không phù hợp luôn. Người đưa quyết định doanh nghiệp thì ok các bạn. À, mấy cái người này cũng ok bạn nha. Tại vì đây là chủ doanh nghiệp, đôi khi bên mình cũng thường xuyên đào tạo cho các doanh nghiệp luôn nha, đào tạo B2B các bạn, đào tạo cho có cái nhóm luôn nha, cái nhóm người luôn, học vài chục bạn vậy đó. Đó, ok. À, nhân viên doanh nghiệp lớn, ok, mình sẽ chọn một số cái này. À, quy mô công ty, là quy mô nhân viên. Sản xuất, các công ty sản xuất thì thường sẽ ít liên quan đến sale lắm, mà chỉ là một số ngành bán hàng mà chính thôi. Xây dựng, khai thác thực phẩm, nhà hàng, thực phẩm nhà hàng. Ok. Rồi, một cái số sở thích hành vi khác. Sở thích hành vi khác. Business and industrial, đây là cái kinh doanh này các bạn. Advertising, đây là trên lĩnh vực marketing. À, vực marketing. Ngân hàng. Cái này là architect, là kiến trúc sư bạn nha, kiến trúc sư. Cái này là công nghiệp, là industry, là công nghiệp. Business là kinh doanh nè, kinh doanh và tài chính nè. Thì có rất là nhiều ngành các bạn nha. Thì bạn có thể chọn một số ngành, ví dụ như bất động sản nè, real estate. Thì một số học viên sale nó liên quan đến bất động sản khá là nhiều, hoặc là sale này, sale tài chính và sale business. Ok. Small business cũng được mà, là những doanh nghiệp nhỏ này. Ok. Entertainment, giải trí, mấy cái này không không cần thiết lắm. Food and drink, fitness and wellness. Fitness and wellness tức là những cái ngành họ bán dụng cụ bạn nha. Bán dụng cụ, ok, mấy cái này là ok bạn nha. Cho tất cả mấy này đi. Shopping fashion cũng ok nè. Fashion thì beauty, làm đẹp. Ok, cho tất cả mấy này luôn. Ok. Rồi hành vi. Nếu như sở thích thì liên quan đến cái ý nghĩ của họ, thì hành vi đây là những cái hành động của thực của họ thực tế bao nha, tức là cái hành động thực tế là chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ, ok nè. Doanh nghiệp hoạt động, ok nè. Đấy, cái này. Facebook admin cũng ok nè. Tại vì do là mình sẽ target đến những người là chủ doanh nghiệp, những người họ đang bán hàng hay những người sale. Nên đây là những cái đối tượng mình rất là cần các bạn. Tại vì họ kinh doanh trên Facebook thì họ phải phải có fanpage đó, mấy chủ doanh nghiệp fanpage là ok các bạn nha. Trang thể thao, trang kinh doanh, ok. À, người dùng thanh toán trong 30 ngày, có nghĩa là người dùng họ mua hàng trên Facebook và mới thanh toán các bạn nha, trong 30 ngày. Thì đây cũng là một cách để mình loại ra những cái người ảo, người thật các bạn, thì mình cũng có thể là chọn được các bạn nha. Người sáng tạo nội dung, người sáng tạo nội dung. Đó, người dùng truy cập vào Reming thì không, quản trị viên cửa hàng ok này, quản trị viên kinh doanh Instagram cũng ok này các bạn. Đó, rồi hành vi mua hàng, hạng mục khác, ngày kỷ niệm, phân loại người dùng thiết bị, số sổ số cơ. Cơ thì đa phần mình thấy mông diêu đủ các bạn, đó rất là nhiều các bạn, mình target là dòng khá là nhiều rồi đấy. Ok. Rồi, quản trị viên cửa hàng, doanh nghiệp, đó rất là nhiều. Rồi tiếp theo được vị trí quảng cáo, thì ở đây nếu như mà Facebook nó cho mình chỉnh sửa thì mình sẽ phải chỉnh sửa lên quan nha. Ở đây là hệ thống phân phối của Meta sẽ phân bổ ngân sách cho nhiều vị trí quảng cáo dựa theo khả năng đạt hiệu quả tối ưu, tức là dựa theo cái vị trí nào nó có kết quả cao nhất đó.
Nhưng mà thông thường thì bạn có thể là bấm vô là chỉnh sửa được. Đó. Danh mục trung bình hàng ngày. Danh mục mở rộng là hiển thị quảng cáo trên tất cả nội dung, tương thủ chính sách kiếm tiền từ nội dung. Danh mục giới hạn xem danh sách của bạn. Đó. Ở đây nó có rất là nhiều cái danh sách của bạn. Bạn có thời gian thì bạn tìm hiểu nhiều hơn nha. Thì đây do là mình hướng dẫn cách chạy quảng cáo Facebook của bạn cho nên là mình sẽ chọn nhanh. Mình chọn là danh mục trung bình đấy các bạn. Đó. Rồi sau đó mình chọn tiếp. Rồi. Ở bước cuối này thì mình chọn trang mình đang chạy quảng cáo là trang web để ghi này. Rồi tạo quảng cáo mình chọn là sử dụng bài viết có sẵn luôn nha. Đó. Ở đây mình sẽ chọn một cái quảng cáo là chọn bài viết này. Đấy, mình muốn chạy quảng cáo bài này, bấm bài này, bấm tiếp tục. Đó, thì ngay lập tức khi chọn bài nó sẽ hiển thị lên cho bạn, đây là một số cái cách thức mà nó hiển thị quảng cáo đó các bạn. Rồi tiếp theo thì ở đây nó ghi là quảng cáo đa bên thì bạn có thể tắt này bạn nha. Mình không thích hoặc là mình không muốn là quảng cáo đa bên nữa các bạn, mình tắt đi. Rồi, mình muốn là người dùng họ sẽ truy cập qua một cái đường link các bạn nha, cho nên là mình sẽ chọn ở đây. Mình thử gỡ này bạn nha. Đây. Đó, khi mình gỡ xong thì ở đây mình sẽ có URL trang web các bạn nha. Có nghĩa là lấy mặc định lấy WhatsApp làm cái URL trang web. Nhưng mình không muốn nha, mình bấm gỡ đi, mình lấy cái link này các bạn. Cái link mà trang landing đào tạo SEO các bạn, mô tả chi tiết về khóa học SEO này. Đó, mình có thể là bỏ ở đây. Rồi, ở đây tìm hiểu thêm hay đăng ký ngay, đặt hàng ngay gì đó. Thì bạn chọn cái lời kêu gọi nào nó phù hợp nha. Ví dụ mình ghi là nhận ưu đãi đi. Thì bây giờ nó ra cái mô tả đó các bạn. Đào tạo SEO chuyên sâu nè, tại WebDG nè. Đó. Đưa SEO lên top 1 Google gì nè. Đó. Thấy không? Nhận ưu đãi nè. Thì như vậy hầu như là mình đã setup xong rồi các bạn. Mình bấm đăng nữa là ok các bạn nha. Đó. Đang đăng luôn các bạn. Thì ở đây mình thấy là ở cấp độ nhóm quảng cáo đang chấm cảm là để đăng xong thì mình xem nó có bị lỗi gì không. Do là nó hơi nặng các bạn nha, mình thì tạm thời tắt một số cái trình duyệt đi. Chưa đăng một số thay đổi một nhóm quảng cáo chưa được đăng vì lỗi. Tất cả các bạn đã được đăng. Để xem chi tiết là cái chỗ này xem. Nó đang lỗi cái chỗ nào các bạn nha. Nó ghi là lên lịch quảng cáo bạn đã chọn quảng cáo theo lịch. Vậy nghĩa là bạn cần chọn ngày và giờ chạy quảng cáo mỗi tuần. Nếu bạn không muốn làm vậy nữa, chuyển sang chạy quảng cáo mỗi lúc. Chạy quảng cáo mỗi lúc đúng không các bạn? À, do là mình chưa có xếp lịch các bạn ơi. Mình sẽ chọn hết luôn nha. Bạn cần nắm kéo thôi các bạn, thì nó sẽ chạy hết lịch luôn. À, chẳng hạn ngày luôn đi. Mình chọn hàng ngày luôn các bạn nha. Ok. À, bấm đăng lại. Ok đó các bạn. Đó, như vậy là ok. Đăng rồi bấm tiếp theo cấp quảng cáo, nhóm quảng cáo là xong các bạn nha. Ok nè. Rồi, này đăng xong rồi. Rồi, thì nhiệm vụ còn lại là mình đợi Facebook nó duyệt thôi các bạn nha, mình bấm tắt cho ít đi. Đó, mình bay lại phần chiến dịch đây. Thì hiện tại cái chiến dịch này đang lên lịch nữa các bạn. Và ở cấp nhóm quảng cáo thì nó sẽ đã lên lịch nè, còn cấp quảng cáo nó đang duyệt các bạn nha. Đợi Facebook nó sẽ duyệt xong thì cái chiến dịch quảng cáo này bắt đầu nó phân phối các bạn nha. Ok, thì ngay tối đó thì chiến dịch quảng cáo Facebook là cho khóa học đào tạo SEO đã được duyệt các bạn nha. Nhưng mà hiện nay thì bên mình mới rảnh thời gian quay cho bạn xem. Đó, thì ngân sách là 10 triệu đồng nè, kết quả là 12.000 mấy được click vào liên kết nha các bạn. Người tiếp cận là 150 mấy ngàn người tiếp cận trên Facebook rồi. Đó, chi phí mỗi kết quả là khoảng 500 đồng và số tiền đã chi tiêu là khoảng 6 triệu các bạn nha. Thì sẽ chạy hết ngày hôm nay là còn khoảng 4 triệu nữa.
là sẽ kết thúc cái chiến dịch quảng cáo trên Facebook này. Thì ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách chạy quảng cáo trên Facebook hiệu quả mới nhất 2024. Hy vọng với video này sẽ giúp ích được cho các bạn rất là nhiều. Nếu như thấy video này hay, các bạn hãy cho Thiện một like và hãy chia sẻ video này đến bạn bè của mình. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube Lâm Thanh Thiện để xem được các video mới nhất từ mình các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha. Bye bye các bạn.